Bây giờ Ly lại cho các bạn đến một cái khu nhà cũng nằm trong khu nhà mà Crossrick mà một tầng mà hôm bữa Ly quay rồi nha. Lúc nãy cô realtor nói với Ly một thông tin rất là hay là Elon Musk là chủ của Tesla các bạn. Thì là ông mới mở nhà máy ở Brookside, là ngay kế cận cái khu Fusion mà Ly đang quay cho các bạn coi này. Thì ông mua rất là nhiều đất ở ngay đằng kia, tức là đây mình nhìn được ra đất của Elon Musk luôn. Nên là khu này nó sẽ đang rất là phát triển. Discount mọi thứ luôn thì một cái nhà y chang như này là chỉ có giá khoảng tầm 450.000 thôi các bạn, quá rẻ. Hello, Ly xin chào các bạn. Bây giờ Ly lại cho các bạn đến một cái khu nhà cũng nằm trong khu nhà mà Crossrick mà một tầng mà hôm bữa Ly quay rồi nha. Thì khu nhà, cái nhà này là của builder Western Home, là builder rất favorite của Ly. Ly rất thích builder này vì con không biết là cái thiết kế của nó có một cái sự cuốn hút làm sao ấy. Đây là cầu thang đi lên tầng 2 này. Nhà này 2 tầng nhưng mà cái bề ngang thì không phải là rộng lắm, 45 feet thôi, không phải bề thế lắm nhưng mà xây rất là hợp lý. Đây có thể nói là một mẫu nhà mà Ly nghĩ là đối với Ly là đẹp nhất trong những nhà mà Ly đã từng cho mọi người coi luôn á, theo cái thẩm mỹ của Ly. Rất là đẹp luôn, rất là dễ thương luôn và giá cả bây giờ cực kỳ phải chăng. Sau tất cả những upgrade và discount mọi thứ luôn thì một cái nhà y chang như này là chỉ có giá khoảng tầm 450.000 thôi các bạn, quá rẻ. Nhà bây giờ thật sự là nó đang giảm giá rất là phải chăng luôn đó các bạn. Rồi thì đi vào thì cái lối đi lên cầu thang lát nữa Ly sẽ cho các bạn coi, nhưng mà đây là một cái cầu thang đặc trưng của Western Home. Cầu thang spiral xoắn lại và ở trên có cái đèn, và ở trên mở ra một cái là trần hai siêu linh liền. Mình nhìn cái nhà nó rất là bề thế. Rồi ở đây là gara này, thì không có gì lắm. Bây giờ ở phía này là cái phòng làm việc, nó sẽ y chang như này nha các bạn. Phòng làm việc ở bên này, builder có cô realtor đang ngồi ở trong này. Lúc nãy cô realtor nói với Ly một thông tin rất là hay là Elon Musk là chủ của Tesla các bạn. Thì là ông mới mở nhà máy ở Brookside, là ngay kế cận cái khu Fusion mà Ly đang quay cho các bạn coi này. Thì ông mua rất là nhiều đất ở ngay đằng kia, tức là đây mình nhìn được ra đất của Elon Musk luôn. Nên là khu này nó sẽ đang rất là phát triển. Rồi ở trong này là phòng giặt đồ, có một cái phòng tắm nhỏ ở đây để cho khách và cho sinh hoạt ở dưới tầng 1 này thì sẽ dùng phòng tắm này. Rồi đến bây giờ là cái chỗ mà Ly thích nhất này, có thể nói là cái này nó đối với Ly nó là siêu phẩm luôn đó các bạn. Nhìn ra nguyên một cái trần hai siêu linh ở trên phòng khách. Đảm bảo những có những cái này gọi là những cái beam hoặc những cái thanh gỗ mà họ xây. Phong cách này là farmhouse, là phong cách rất đặc trưng của Texas. Với những cái nhà mà cao và bề thế ấy, thì phong cách farmhouse là phong cách Ly thấy là nó hợp nhất rồi. Đó thì ở đây cũng là phong cách là phòng dining, không có phòng riêng để ăn dining room nha các bạn, mà họ đặt cái bàn dining ở giữa phòng khách và phòng bếp luôn. Thì là mỗi khi mà ngồi ăn là mọi thứ quây quần hết ở một cái phòng, sẽ vui hơn là cái phòng dining tách riêng ra như là những cái kiểu xây cũ. Rồi thì ở đây là họ làm cửa từ trên trần xuống dưới sàn luôn, cao như này luôn, lấy toàn bộ ánh sáng vào trong nhà luôn. Đây là ban ngày là gần như Ly thấy bật đèn cũng gần như cũng không có tác dụng gì lắm, nên nó rất là đẹp. Ở ngoài thì là mình có thể đi trực tiếp từ phòng khách ra phía sân ở phía bên ngoài này. Đó, có cửa để mình ra ngoài, có sân. Ở đây là nhà mẫu thì nó nhìn ra một cái hồ đào rất là đẹp. Đó, mùa hè ra ngoài này ngồi coi ngắm cảnh rồi ăn đồ nướng này kia là rất là vui này. Đây là toàn bộ cảnh phòng khách nhìn từ phòng ăn, nhìn từ phía phòng khách vào. Nó họ thật ra họ làm những cái trang trí cũng đơn giản thôi, cơ bản thôi chứ không có gì là fancy hết á, để tôn lên cái đẹp gốc của ngôi nhà. Hiện tại Ly thấy bây giờ nhà mẫu họ cũng không làm trang trí một cách quá mức độ đâu, để cho người xem còn thấy được cái đẹp của cái nhà, bản thân cái khung nhà thôi á. Có cái khung nhà với cái trần như này, như nói thật là trang trí thì cũng đẹp thôi, rất là dễ làm. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô phòng master bed nhá, cũng là một cái masterpiece, một cái tuyệt phẩm luôn. Các bạn, phòng master bed họ cũng có một cái beam chéo như này để cho nó kết nối với cả cái phong cách của phòng khách.
có cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài cái vườn ở bên ngoài. Đấy, những cái upgrade như này, với tất cả mọi upgrade, Lizzy nhắc lại cái giá nhà này là chỉ có 450.000 thôi sau khi mọi cái upgrade, và bởi vì bây giờ builder đang cho lại rất là nhiều discount đó các bạn, thì mình sẽ mua được cái nhà với giá cực kỳ phải chăng. Họ biết là bây giờ cái chấm thì không có rẻ như ngày trước nữa, nên là họ cho rất là nhiều discount để khuyến khích mình mua nhà. Đây cũng có hai cái sinh, bên này là cho vợ, bên này cho chồng. Ở phòng tắm thì lúc nào họ cũng xây cái cửa kính mờ như này, lấy toàn bộ ánh sáng vào chỗ mình tắm này. Đây là shower này. Phòng quần áo ở đây là có hai phòng, phòng này cho ông chồng, phòng lớn hơn là cho vợ này. Nó rất là tiện lợi. Và trong này sẽ là cái nhà vệ sinh riêng ở trong này, có cửa vào thích hợp cho mình sử dụng. Đó, hai vợ chồng. Quá đẹp luôn đó các bạn. Đây là có thể nói là cái nhà mà đẹp nhất mà Ly đã từng đi quay để cho mọi người coi luôn á. Thì rất là thích cái phong cách này. Nó không có những cái nhấn nhá gì gọi là quá mức ấn tượng màu sắc hay gì cả. Họ làm rất là vừa phải để cho mình cảm nhận được vẻ đẹp của gốc của cái nhà, cái khung nhà thôi. Chứ không có làm gì quá mức để cho mình bị phân tâm khỏi cái nhà đó các bạn. Thì rất là thích cái cách trang trí như này. Bây giờ đây cái sinh này cũng là sinh kiểu mới này. Sinh một cái thôi, to mà đẹp, chìm xuống, hở ra cái này. Sinh này kiểu của farmhouse. Rồi, bây giờ thì mình đi lên tầng 2 nha, đi lên cái cầu thang tuyệt đẹp của cái ngôi nhà này. Xến quá, nhưng mà Liên nói thật là ngôi nhà này đi thấy rất là ưng. Bạn nào muốn làm hàng xóm với Elon Musk thì liên hệ với cả team của Ly nha. Rồi, đi lên tầng 2 thì ở tầng 2 này là cái sẵn của họ là thảm. Mình nếu không thích mình có thể thay, nhưng mà Ly thích tầng 2 là thảm với trẻ con chơi ở trên này á, thì thảm nó êm ái hơn. Thì lên ở đây là phòng sinh hoạt chung này, có thể làm một cái game room này. Ở đây thì họ làm tạm cho mình một cái phòng tập gym, nhưng mà mình có thể hoàn toàn biến nó thành phòng ngủ bình thường. Ở nhà này là 1, 2, 3, 4, 4 phòng ngủ đúng không? Rồi. Ở bên phía hông này là 2 phòng ngủ nữa. Thì cũng cơ bản như những cái phòng ngủ bình thường mình vẫn thấy thôi, nhưng mà họ trang trí cũng đều là cái phong cách farmhouse, gỗ nhiều, nội thất gỗ đẹp. Cái cánh cửa này thì cũng cho bạn coi một chút cánh cửa hiện đại này, làm theo kiểu này, nó hơi hiện đại hơn một chút, không hoàn toàn là farmhouse. Đây là cánh cửa modern, nhưng mà nó pha một chút vào đấy để cho cái nhà farmhouse của mình nó có cái hơi thở hiện đại một chút xíu ở những cái chi tiết này, rất là dễ thương. Đây là phòng ngủ cuối cùng, phòng ngủ thứ tư. Ở cái closet này, để quần áo này, đó, thoải mái luôn. Nhà Mỹ là họ đều làm tủ quần áo là build sẵn rồi các bạn, mình không cần mua tủ nữa. Chứ mua một cái tủ nó kê vào trong cái phòng nó cũng làm cho mình khó, mình phải suy nghĩ, mình phải kê sao. Đây là họ làm sẵn tủ phòng quần áo rồi. Đây là phòng tắm của phòng tắm chung của nguyên cả tầng 2 thì có một phòng tắm này. Đây là cái cách xây cũng cơ bản thôi. Tầng 2 này thì trần nó thấp hơn, khá là thấp. Trần này chắc là 8 thôi, 8 feet thôi. Bởi vì tầng nó đã nhường cái diện tích cao cho tầng 1 rồi, nhưng tầng 2 thì ấm cúng phòng ngủ thì Ly thấy cũng không cần phải trần cao để làm gì hết. Rồi các bạn, lời là Ly đã giới thiệu xong với các bạn cái mẫu nhà gọi là với Ly nó là tuyệt phẩm luôn các bạn, rất là đẹp, Ly rất là thích. Nói thì nói chung là nghe hơi quá hơi xến, nhưng mà thật sự là rất là đẹp các bạn. Nếu mà các bạn nào muốn có cái style nhà kiểu như thế này, farmhouse như này mà làm hàng xóm với Elon Musk, thì các bạn có thể liên hệ với team của Ly. Khu này á, thì họ đang xây những cái facility rất là đẹp, ở có cổng chào, có bể bơi, khu nhà tập bể bơi này kia, những khu mà mình có thể dẫn trẻ con đến vào chơi mùa hè, dẫn bạn bè đến chơi, tổ chức sinh nhật ở những cái bể bơi ở chung của khu ấy, cũng rất là thích luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã coi đến đây video của Ly. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.